Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ lại lên sóng với các anh em một vài ba cái mẫu loa siêu trầm đang bán chạy và hot nhất trên thị trường ở cái phân khúc karaoke gia đình hiện nay. Đầu tiên thì xin mời các anh em đoạn qua một chút, xong em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đầu tiên thì em có con Martin Bass 30 dòng súp hầm ở cái phân khúc tầm độ hơn 2 triệu, nghĩa là rơi khoảng 2 triệu rưỡi cả phí vận chuyển và dây giác đi kèm. Thì con Martin này nó đang tầm giá rất là hợp lý ở cái không gian nó cho chúng ta hoạt động được ở cái ngưỡng 30m² quay đầu đối với những dòng trầm phổ thông nước sơn đen. Nói về kích thước thì em sẽ lấy kích thước em đo chính xác luôn để các anh em nào xem video này để nắm được luôn kích thước của nó, đỡ phải xem những video trước. Cao của nó là 46 ạ, cao 46 và sâu vào là 48. Nó và chiều ngang của nó là 38,5. Và sở hữu con bát 30 nằm ở bên trong đây, nó nằm ở bên trong khoảng này, nó là dòng súp hầm bảo vệ cái tấm bê căng đây. Quay em quay mặt sau cho anh. Đó. Tiếp tục nào. Mặt sau của nó thì các anh em có thể nhìn thấy đây là dòng súp điện, chính vì vậy nó sẽ có những cái đường đưa tín hiệu vào như là line loa sen này, high level input này và cắt tần số, volume và đảo pha. Về cơ bản nó là như vậy. Phiên bản này phiên bản của năm 2020 và được sản xuất tại nhà máy ở bên Trung Quốc, là made in China đấy. Cắm nguồn thì được tích hợp sẵn cầu chì công tắc đây, và con này đánh nó sẽ khoảng 250 và mắc lên 300 như thông số của nhà sản xuất đưa ra. Tất cả đây ạ. Nó có thể cắt sâu khá là sâu nhá, nó cắt được xuống khoảng độ 20 hẹp, nhưng thường thì chúng ta sử dụng chúng ta sẽ cắt khoảng 50 thôi. Là tiếng súp gia đình là ok rồi. Phiên bản Martin 2020, bản này là bản súp đang có cái phân khúc giá ổn định bình dân nhất trong khoảng 2.500.000 đồng. Các em có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em qua cái số hotline trên để chúng em tư vấn thêm nếu mà cần nhu cầu về súp và giá rẻ bình dân. Tiếp đến nữa thì em có con súp Bass 30 hàng của chính hãng của WeWood, hàng mới ra mắt. Phiên bản Bass 30 bắt mặt này, bắt ngang, và đây người ta gọi là bắt điều hướng và bắt ngang. Nó được bảo vệ hoàn toàn tuyệt đối bằng cái mặt ê căng bằng thép rất là chắc này, màu sơn đen sần, lớp sơn đen sần rất là dày dặn. Từ con VK2021 của WeWood cho đến là cái con S1500 đều được cái sơn cái công nghệ rất là dày dặn đây. Bản này là bản lớn, Bass 40, còn bản này bản bé. Em đo kích thước cho anh. Chiều cao của con súp WeWood VK2021 thì có chiều cao của nó là 46 ạ. Chiều cao là 46. Sâu vào bao nhiêu? Đo đỉnh, đỉnh cái đỉnh này này. Đó. 4 mấy? 45. 46 và 45 thì gần như là 46, rộng của nó là 4 mấy? Cũng 44 à. Thế con này là gần như là gần đây, em đứng hẳn lên. Đây con này nó gần như là cân đối nhá các anh em nhá. Em quay mặt sau để anh giới thiệu luôn cái mạch của nó. Con này rất là nặng ạ, trọng lượng của nó khá là nặng đấy, cực kỳ nặng. Bởi vì đây, các anh em có thể nhìn thấy. Con này thì được thiết kế tính toán cho chúng ta có thể đánh được cả hơi và điện. Phần này đó là phần điện, còn phần này là phần hơi. Phần hơi chúng ta chỉ việc lấy tín hiệu sau đẩy thôi và cắt súp cắt xước trên nâng tiếng hoặc là dở vang thì chúng ta sẽ đưa tín hiệu ra đây, đưa vào trực tiếp đầu níu trích. Còn đánh điện thì chúng ta sẽ đánh theo cái đường này. Đánh điện chúng ta đưa tín hiệu vào đây và đây, và sử dụng công tắc đảo pha để đảo làm sao nó đồng tâm với đôi loa và volume to nhỏ ở trên và volume cắt tần số ở dưới. Con này dao động tần số của nó cũng rất xuống rất sâu. Con này được sản xuất riêng phiên bản này được. Tất cả những sản phẩm đến từ thương hiệu WeWork của bên Solum thì sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Đài Loan. Phiên bản Limited, số lượng có hạn. VK2021 phiên bản Bass 30 cao cấp của súp WeWork, với cái màu đen sần rất là chắc khỏe và thùng gỗ dày dặn, tạo một cái cảm giác, tạo một cái ấn tượng vô cùng khỏe mạnh và rắn chắc cho con súp này. Công suất đánh max 500, đánh ghép với những dòng loa full 30-40 rất hay, không gian khoảng 35-40m². Tiếp đến thì có hai con màu gỗ gõ đỏ, đó là con súp VK2021 phiên bản ra mắt cũng khá là một thời gian khá lâu rồi. Đó, một con Bass 30 màng công nghệ màng polyplast. Màng polyplast này thì là độc quyền của thương hiệu WeWork và màu gỗ đỏ của nó cũng rất là sang trọng. Em lấy thước đo luôn con này cho anh, kích thước luôn. Xin đến với cái thông số kích thước, chiều cao của con súp VK2012 là bao nhiêu đây? 43, chiều cao là 43, chiều sâu không cần em tính, em trừ ra cho anh, chiều sâu là 40, tính cả ê căng nó sẽ rơi khoảng 42. Ok,
đo ngang. Khéo không xước của anh. Ngang là 40. Ok. 43, 40, 42 thì cái kích thước số là như vậy. Và quay mặt sau ra cho anh em. Đó. Phiên bản này là phiên bản mạch class AB. Thanh âm tản nhiệt này. Model là VK2012. Con này được sản xuất tại Đài Loan. Riêng như đối với những cái dòng súp đến từ thương hiệu WeWork thì sẽ nhập trực tiếp từ bên nhà máy lớn thứ 2 của WeWork đặt ở đó. Nhà máy trụ sở chính thì ở Mỹ rồi, còn nhà máy sản xuất để tăng thêm cái sản lượng ra, có nghĩa là để đáp ứng được cái nhu cầu anh em chơi âm thanh thì họ đã đặt rất nhiều trụ sở nhà máy ở các nước khác nhau. Con này có maximum được 500W và cái sử dụng cái điện, cái mạng điện lưới của chúng ta nó sẽ cho chúng ta dao động từ 50Hz đến 60Hz, có nghĩa là rất là ổn định sử dụng. Con này thì chân ba chấu và tích hợp cầu chì. Đường input này là nó sẽ đưa đến input cam nông vào nhé. Vẫn là dòng súp điện thôi. Hai level put và line hoa sen đưa tín hiệu vào, công tắc đảo pha, volume to nhỏ và cắt tần số như các anh em nhìn. Nó bắt đầu đến cái dòng này thì nó được trau chuốt tỉ mỉ hơn. Với thông số như vậy và sản phẩm này thì hiện tại chúng em đang bán ra với cái mức giá là 5 triệu tại showroom. Và phí ship thì sẽ có đợt khuyến mại phí ship và sẽ có đợt không khuyến mại. Nên các anh em đặt hàng thì có thể liên hệ cho chúng em tư vấn thêm về vấn đề ship COD toàn quốc. Tiếp tục đến với con VK360. Em nhấn mạnh là con VK360 là dòng súp đang có một cái công suất khủng và là hàng độc đáo, được kết hợp 3 bát, có nghĩa là nó là dòng 3 bát cộng hưởng. Một bát chính là bát điện đánh ở chính và hai bát hai bên để nó cộng hưởng, nó triệt tiêu cái âm hơi ở trong thùng ra, bởi vì dòng này nó được thiết kế không có lỗ thông hơi. Em tút dây ra, quay cái mặt sau cho anh. Nó không cần cái dây đấy thì em cứ quay dài được. Quay dài ra một tí. Đó. Đây là mặt sau của sản phẩm. Con này chạy mạch class D. Đây, chạy cả sáng. Từ sáng giờ em đánh test nhạc cũng như là lắp ghép cùng những bộ combo mà sờ vào nó hơi ấm ấm một tí thôi. Model là VK360. Con này được sản xuất cũng tại nhà máy Đài Loan. Và thông số là 40x42x47.5. Đó. Thông số của nó. Công suất từ 500 đến 700W. Độ nhạy là 96 decibel dB đấy. Tần số của nó đáp tuyến cho nó là từ 20Hz cho đến 80-250Hz. Rất là xuất sắc. Line đưa tín hiệu hoa sen vào duy nhất một đường và sử dụng các code server như cắt code server này, volume này, công tắc đảo pha và cắt giải đưa trung trầm ra loa, hoặc là cắt hẳn hoàn toàn luôn. Đây, con này rất là hiệu. Nếu các anh em đã, các em muốn nghe kiểu dạng có thêm giải trung trầm, các em có thể khởi động nút này, không thì thôi. Màu đỏ, kiểu dạng màu gỗ, gỗ đỏ rất là đẹp và sang trọng như thế này. Nó đồng màu với rất nhiều cái dòng loa nổi tiếng của hãng nữa như G1000 đấy ạ. Bản này hiện tại đang có giá là 7 triệu tại showroom và đang có chương trình khuyến mại cho những con súp VK360 này. Các bạn em thích những dòng độc lạ, em quay lại cho anh. Thích những dòng độc lạ, các liên hệ cho em để xem cái mẫu này. Đó. Ok. Tiếp tục đến một cái mẫu to nhất ở đây, dành cho mấy em thích hầm hố khỏe mạnh chắc, thì có con Super S1500. Bản S1500 này là bản vừa, cũng là vừa đánh điện vừa đánh hơi luôn nhé. Nó là bản đàn anh, đàn lớn hơn so với cái bản 2021 mới ra mắt kia. Một con bát 40 mặt, bát mặt 3 lỗ thông hơi trước, màu sơn đen sần và hai tay sách hai bên này. Thậm chí được trang bị thêm cả cái cọc trống này để dựng loa full cùng. Chúng ta có thể đánh được rất nhiều những cái dạng như là đánh, em quay B không? Đó. Mặt sau của sản phẩm đây, model là S1500. Về phiên bản này có thể đánh được lên đến 1000W, các bạn có nhìn đây. Tần số đáp tuyến nó từ 20Hz cho đến 150Hz và độ nhạy là 101 này, trở thành 8 ohm. Kích thước của nó là 56x46x46, có nghĩa là cao 56, ngang 46, rộng 46, nghĩa là gần như là chúng ta nhìn lên trên đỉnh là sẽ vuông. Và con này đưa tín hiệu vào cũng có line hoa sen 11 put, công tắc đảo pha và volume to, đường đánh hơi. Có nghĩa là con này sẽ kết hợp đánh được với đường đánh hơi và kết hợp với những dòng loa full 40-50, đánh không gian rất rộng. Không gian rộng mở đánh hay, không gian nhà nhỏ đánh hay. Em đã có rất nhiều video ghép cùng với cặp loa G1000 kia rồi, rất xuất chúng. Gần như là đánh bản 40 này rất là tuyệt vời. Nó sẽ hay hơn rất nhiều so với những dòng súp 40 khác trên thị trường. Chúng em đã trực tiếp trải nghiệm và các anh em khách hàng đã kiểm định. Hiện tại đây, mấy cái mẫu loa này, hiện tại em đang thiếu những cái mẫu súp
quả Bose nữa thôi, con AM1200 thôi. Còn đâu là toàn bộ những cái này là đang rất là hot và chạy trên thị trường. Các em có thể liên hệ cho em tư vấn thêm và báo giá chi tiết cụ thể. Các em đến với Zika chúng em thì liên hệ với em hai số hotline hoặc đến tại địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, chúng em tư vấn. Cảm ơn các em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo. Nhớ subscribe kênh YouTube của Zika cũng như là ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bên Zika Audio nhé.